Thưa quý vị, bản tin 6 giờ sáng ngày 25 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là sáng thứ 5 liên tiếp không có ca bệnh. Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 588 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, 27 bệnh nhân tử vong. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi trên nền bệnh lý nặng. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, khi Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm mới COVID-19, thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, tập trung truy vết các đối tượng F1, F2. Trong đó, tổ giám sát cộng đồng đã thực sự phát huy được vai trò trong việc truy vết F1 để khoanh vùng, cách ly, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để góp phần ngăn chặn và khống chế dịch trên từng địa bàn. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng là công việc hàng ngày của tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Với 30 tổ giám sát được kích hoạt thuộc 10 trên 16 xã thị trấn, mỗi tổ phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình. Với những trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm sẽ được tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng giám sát, phát hiện để kịp thời tổ chức cách ly và thường xuyên theo dõi sức khỏe hộ gia đình. Tổ giám sát COVID này nó như là một chân rết đối với chính quyền địa phương. Khi về các cái địa bàn và người ta nắm rõ được từng hộ từng nhà để giám sát và phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp nào nghi để ban chỉ đạo kịp thời báo cáo cấp trên để có cái tình huống xử lý kịp thời hơn. Khu vực nhà tôi đây là gần cái nhà kia có cái anh ấy bị, cho nên là các anh cũng đã thường xuyên đến và đưa những các tờ rơi để cho những các hộ gia đình để họ cũng biết được là khi phòng chống, khi đi ra ngoài hoặc cách đeo khẩu trang và khi rửa tay nào là đều có đầy đủ những các cái để cho người dân họ đọc và tham khảo. Giai đoạn 3 tính từ ngày 24 tháng 7 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội ghi nhận một trường hợp là ca 867 mắc COVID-19. Cùng với đó, huyện Thanh Trì ghi nhận 24 trường hợp nghi nhiễm liên quan, có 54 trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi ngờ, 138 trường hợp F2. Huyện Thanh Trì, Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch, giám sát tại bệnh viện và cộng đồng để phát hiện và điều tra. Khu vực điểm nóng ghi nhận ca bệnh ghi nhiễm cũng vẫn được giám sát thường xuyên. Có thể nói, lực lượng giám sát tại cộng đồng được xem như là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch.